cách gần bên. Giàn hoa xưa quanh cửa, nhìn sang trộm nhớ thương thầm, mơ ngày mai lứa đôi. Hôm qua mẹ bảo tôi nhờ hoa xưa nhà nàng ướp trà thơm đại khách, họ hàng cô bác đều khen. Đi vào giới thiệu sản phẩm và test chức năng hoạt động sản phẩm thì các bác vui lòng ấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ em và theo dõi nhiều chương trình sắp tới cập nhật các bộ dàn bên em hơn nhé. Trước mắt quý vị và các bạn thì em đã trưng bày ra sẵn một bộ dàn rất là cao, rất là VIP và chất âm rất hay của bản hãng Beeler. Model của bộ dàn là XRB5MD nhé. Chất âm của bộ dàn rất hay ạ. Loa thiết kế gồm 3 đường tiếng, một bát là không có gân nhé, không gân ạ. Một chung và một chét đom ạ. Mang lại chất âm rất hay ạ. Loa máy rất nặng các bác ạ. Về tổng thể hình thức thì bộ này bãi về hình thức còn rất là đẹp, gần như là không có một vết xước ạ. Đấy, các bác có thể nhìn em nó ạ. Và đặc biệt con này là ổ đĩa CD là chạy 25 đĩa, không dàn nào mà chạy lại nhiều đĩa như em này. 25 đĩa, em xin nhắc lại là bộ dàn này chạy 25 đĩa nhé. Đấy, và 25 khay đĩa này là hoạt động hoàn hảo các bác ạ. Chất âm rất hay ạ. Rồi, em nói như là một cái cửa viên, nhìn rất là ngầu ạ. Các bác có thể đút 25 khay đĩa vào trong đây và chơi ạ. Đây ạ, 1, 2, 3, 4, 5 và đến tận 25 luôn. Giả dụ như em đang để một cái đĩa số 11 vào đây ạ. Em đóng khay đĩa vào. Đấy, rất đẹp ạ. Và bây giờ em sẽ ấn số 11 đây ạ. Con này chạy hoàn hảo mọi chức năng nha các bác nhá. Và đặc biệt con này thì FM radio là full tần số 108. Rồi, đang chạy đĩa rồi nha các bác nhá. Giả dụ em mở bài số 2 ạ. Đấy, em nó chạy rất là ok nhé. Con này là có điều khiển đi kèm nhé các bác nhé. Đấy, em mở bài số 3. Con này đọc đĩa rất ok ạ. Có giải đèn equalizer sóng nước rất là đẹp nhé các bác nhé. Dạng màu xanh ạ. Con này về chất âm thì rất là ok rồi các bác ạ. Những cái loại Beeler mà không gân này thì mang lại tiếng bass rất là mạnh mẽ nhé. Và con này có thể tùy chỉnh 3 nấc bát này, bát này, tắt này, bát 1 này, bát 2 này. Thường thì em chỉ để bát 1 thôi là đủ bát rồi. Rất hay ạ, rất là nhiều chế độ nhạc nhá. Dưới đây là cửa băng cassette này. Đấy, đây là MD này. MD và cassette thì em không bao nhá các bác nhá. Em test chức năng của radio nhé. Chuyển động thị trường. Đấy, các bác đang nghe chương trình gọi là VOV giao thông nhé. Các bác dò đặt đài bằng nút này hộ em ạ. Con này tần số FM radio full tần số 108, thế nên là có thể bắt tất cả đài trên lãnh thổ Việt Nam ạ. Hàng tối các bác có thể nghe chương trình thầy thuốc và rất là nhiều chương trình bổ ích nhá. Trong bất kể hoàn cảnh rất hay ạ. Làm mất mình, làm mất
Đấy. Ngoài ra thì tất cả các bộ dàn thì là của em là đều kết nối điện thoại, máy tính, TV là ok hết nhá. Bluetooth các thứ là ok hết nha các bác nhá. Đấy. Thôi, để không làm mất thời gian của các bác, mọi thông tin mua hàng các bác liên hệ số điện thoại trên tấm biển 0981150665. Bác nào gần gọi xem hàng giao lưu em, địa chỉ phố Lối Thị Xã Mỹ Hà Hưng Yên ạ. Thời lượng video khá là dài rồi. Em xin phép kết thúc video ở đây. Rất là nhiều cái kênh cho anh em thích nghe radio ạ. Tại vì full tần số thế nên là anh em có thể nghe là rất là nhiều. Đấy. Chỗ em khu đông dân cư vậy nên là sóng nó hơi nhiễu một chút các bác. Về chỗ các bác thì nắp cho em cái dây điện vào để làm giảm anten nhé. Tha lỗi đời riêng anh đây đã một lần bước.